Mừng sinh nhật của sư tổ lần thứ 176. Kính thưa quý đồng môn, kính thưa các anh chị lãnh đạo cùng quý đồng môn, hôm nay thì đường Phong Châu long trọng tổ chức buổi đại lễ mừng sinh nhật đức sư tổ Dasira Narada lần thứ 176 ngày 24 tháng 10 năm 1846, ngày 24 tháng 10 năm 2022. Cho phép tôi được giới thiệu thành phần về tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu giảng huấn Nguyễn Văn Khôi, giảng huấn Cao Tô Văn. Tôi xin trân trọng giới thiệu trung tâm trưởng và trung tâm phó của các thiền đường bạn, chị Nguyễn Thị Tốt, trung tâm trưởng thiền đường Nha Trang, chị Phan Hồng Lan, trung tâm phó thiền đường Nha Trang, chị Ngô Tiểu Trân, trung tâm phó thiền đường Nha Trang, anh Huỳnh Hiểu Điệp, trung tâm phó thiền đường New South Wales Úc, cùng các anh chị trong ban điều hành của thiền đường Nha Trang. Về phía thiền đường Phong Châu, tôi xin trân trọng giới thiệu vợ chồng anh trung tâm trưởng, anh Long Minh Hướng và chị Dương Thị Ngọc Hương, anh Huỳnh Luận, trung tâm phó thiền đường Phong Châu, chị Trần Thị Hoa, trung tâm phó thiền đường Phong Châu, anh Lê Nguyên Dũng, trung tâm trưởng chi nhánh thiền đường Đà Nẵng, cùng các anh chị trong ban điều hành và tất cả các đồng môn của thiền đường Phong Châu đều có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Thank you.
Bao nhiêu duyên nghiệp hiện đời.
xin mời quý đồng môn cho hoa cỏ. Dasira Narada ra đời. Thân phụ người Tích Lan mang dòng máu Bombay tên Asita Narada là một viên chức ngoại giao. Thân mẫu người Ceylon là một Phật tử thuần tánh đầy đủ đức hạnh của người phụ nữ Á Châu. Được phối hợp của hai dòng máu đã mang lại cho ngài một sắc màu trắng hồng và một tâm hồn thanh cao thoát tục. Vì là con trai duy nhất cũng là niềm hy vọng của gia đình, nên thân phụ ngài mong muốn ngài đỗ đạt thành tài, làm gia đình sanh con nối dõi. Nhưng vốn sẵn có tâm hồn cao thượng vị tha, ngài không theo đuổi các ngành học vấn có tính chất đem lại lợi ích cá nhân, mà ngài chuyên tâm nghiên cứu vũ trụ và con người. Vào năm 25 tuổi, ngài đã đậu bằng tiến sĩ triết học Đông Phương. Sự hiểu biết sâu sắc về ngành học này giúp cho ngài nhận ra kiếp người vô thường cộng với tình thương yêu nhân loại và hướng. Trung tâm trưởng của thiền đường Phong Châu phát biểu ý nghĩa ngày đại lễ sinh nhật Đức Sư Tổ và thành tích hoạt động đạt được của thiền đường Phong Châu trong thời gian một năm qua. Xin mời anh. Kính thưa quý vị giám huấn, kính thưa tất cả quý đồng môn. Lời đầu tiên, cho tôi xin thay mặt cho tất cả môn sinh vì hiệp pháp hành thiền thiền đường Phong Châu, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý giám huấn, quý đồng môn, thiền đường bạn đã về đây dự buổi lễ mừng sinh nhật Đức Sư Tổ Dasira Narada lần thứ 176 tại thiền đường Phong Châu ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, hàng năm vào tháng 10, tất cả môn sinh vi diệu pháp hành thiền ở các mọi nơi trên thế giới đều rất vui mừng và phấn khởi để chuẩn bị cho buổi lễ mừng sinh nhật Đức Sư Tổ Dasira Narada. Và phải nói đây là một tháng của lễ hội của tất cả môn sinh vi diệu pháp hành thiền chúng ta. Mục đích để chúng ta tri ân công đức của ngài, ngài đã phát minh ra vi diệu pháp và hôm nay tất cả môn sinh vi diệu pháp hành thiền và toàn thể nhân loại được tỏa hưởng. Đồng thời chúng ta đã tri ân, chúng ta cũng tri ân đến đệ nhị sư tổ Narada Mahathera, các vị ân sư từ những công lao gìn giữ vi diệu pháp của Đức Sư Tổ mà hôm nay đã được hai vị trưởng môn kính yêu của chúng ta tư duy ra pháp môn vi diệu pháp hành thiền trên tư tưởng của Đức Sư Tổ Dasira Narada. Để dẫn dắt môn sinh vi diệu pháp hành thiền tu tập trên con đường tiến hóa tâm linh của mình, để đáp lại những công lao to lớn, ngoài những lời ca tiếng hát, những chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ nhằm tôn vinh công đức ghi nhớ để đơn các ngài, chúng ta phải luôn luôn cố gắng hết mình vượt qua những nghịch cảnh, tinh tấn trên con đường tu học của mình, trình dự phát triển pháp môn vi diệu pháp hành thiền ngày càng lớn mạnh. Đó là ý của tổ và tâm nguyện của thầy cô trưởng môn, cũng là điều mà tổ và thầy cô vui mừng nhất. Kính thưa quý vị, vừa qua tôi cũng rất thêm hân hạnh được đi dự cái đại lễ sinh nhật mừng Đức Sư Tổ 176 tại thiền đường Trung ương Việt Nam lần đầu tiên. Thì trong buổi lễ này thì chúng tôi đã được nghe thầy cô giảng dạy trong buổi lễ, thì cũng nói cho tất cả quý vị biết rằng cái mục đích của chúng ta ghi nhớ công ơn và công lao của Đức Sư Tổ cũng như các vị các những như các ân sư cũng như hai vị trưởng môn của chúng ta,
thì thầy cô cũng nói rằng cái mong muốn và cái thầy cô mong muốn nhất là tất cả môn sinh chúng ta tu tập có thành tín. Đó là cái những cái mà thầy cô mong muốn nhất, và hơn nữa thầy cô cũng có tâm sự và giảng dạy chúng tôi trong cái buổi lễ ngày hôm đó. Thì hôm đó thầy cô rất là xúc động, và bản thân thầy cũng không nói ra lời. Thì chúng ta nói ra đây thì chúng ta biết rằng là những cái chuẩn bị của chúng ta từ bài hát, điệu múa hay là những lời văn, lời thơ trong tất cả các bài hát của Pháp Môn Huy Diệu Pháp Hành Thiền nó đầy ý nghĩa vô cùng. Đó cũng là nhằm mục đích để chúng ta ca hát và chúng ta nhớ đến những cái lời, là cái ý nghĩa của những bài hát đó để chúng ta làm cái hành trang để chúng ta tinh tấn đến con đường tu học của mình. Và cái thầy cô cũng mong muốn rằng là thầy cô mong muốn cái điều nhiều nhất không phải là chúng ta hát hay hay múa rồi, mà chúng ta làm sao chúng ta tu tập có thành tựu, phải lấy cái sự cống hiến của mình chung tay với thầy cô để xây dựng cái pháp môn ngày càng tốt đẹp hơn. Thì thầy cô cũng cứ nói nếu một mình thầy cô hay là kể cả ở Nha Trang, như thế là ở trên thuyền đường Phong Châu hay là cũng như thuyền đường Nha Trang, nếu một hai người nào đó có tài đó đến bao nhiêu thì cái pháp môn nào là cái thuyền đường cũng không phát triển được. Tất cả là nhờ vào những cái công lao của các vị, đóng góp của các quý vị và cái sự tu tập của các vị để phát triển cái thuyền đường này một lớn mạnh hơn. Nên là thầy cô cũng mong muốn là như vậy, và cũng nhắc nhở chúng tôi là đừng bao giờ, bây giờ phải có một cái cách mới hơn, tốt hơn ngày xưa, phải biết vượt qua những cái gì mà cái tôi thiền đường của tôi hay là thiền đường chỉ có biết riêng thiền đường của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải cố gắng làm sao phát triển thiền đường trên tất cả mọi nơi trên cái đất nước Việt Nam này. Thầy cô muốn tất cả chung tay, và thầy cô cũng nói rằng vì là vừa rồi thì thiền đường Phong Châu cũng bỏ chi nhánh như thiền đường Đà Nẵng, mà cái tâm huyết thầy cô cũng đã bỏ ra rất nhiều, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mở được nên là thầy cô rất là cảm động. Đấy là những cái gì mà chúng tôi nghe được thầy cô giảng dạy và cũng muốn trao chia sẻ lại cho tất cả các quý vị, để các quý vị biết là chúng ta đi trên con đường tu tập theo thầy cô, theo tổ thì chúng ta nên làm cái gì mà thầy cô và tổ mong muốn nhất. Đó là những cái gì tôi muốn chia sẻ với quý vị trong cái buổi đại lễ sinh nhật của Đức Sư Tổ ở 176 tại Thiền đường Trung ương Việt Nam. Sau đây về dự thăm cho hôm nay có sự hiện diện của anh Huỳnh Hiểu Điệp từ Úc Châu về, xin mời anh. Con kính lạy Đức Sư Tổ Dasira Nara. Con kính lạy đại diện Sư Tổ Nara Mahatara. Kính thưa hai vị giải quân và tất cả quý đồng môn. Thật là hạnh phúc, thật là xúc động khi mà hôm nay tôi được đứng ở đây để mà phát biểu những cái cảm nghĩ của mình. Đúng ra là hôm nay mình đang ở bên Úc để mà điều hành cái thiền đường New South Wales, cũng đang hiện nay là đang tổ chức cái ngày lễ sinh nhật Đức Sư Tổ Dasarada. Thì đại sải của mình là thiền đường trưởng của thiền đường New South Wales đang ở bên đó. Thì do cái sự phát triển pháp môn mà vợ chồng phải một nơi, mỗi người mỗi nơi để mà theo cái sự phát triển pháp môn của mình trong tương lai. Trước hết, con xin đa tạ Đức Sư Tổ Dasarada cho con được làm biến thuật tất cả những môn sinh thiền đường Phong Châu và thiền đường Nha Trang có mặt ngày hôm nay. Trong những tháng vừa qua trở về Việt Nam, từ miền Nam, miền Bắc, đó là những hai miền phát triển mạnh nhất của Việt Nam hiện nay, đến miền Trung của chúng ta nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, có hai thiền đường
đó là thiền đường Nha Trang và thiền đường Phong Châu. Tôi nhận thấy rằng hai cái thiền đường này đang là hai cái thiền đường mạnh nhất đại diện cho Việt Nam của chúng ta. Rất là cảm ơn tất cả những anh chị em bổn sinh của thiền đường Nha Trang và thiền đường Phong Châu cho tôi một cái động lực rất là mạnh của sự tu của các anh chị, đó là những người tu thật. Chúng ta tới thiền đường vì mục đích cha thân và tâm, vì sự tiến hóa của nhân loại, vì sự tiến hóa của bản thân mà chúng ta tồn tại ngày hôm nay. Giống như hồi nãy tục là trung tâm dưỡng anh Lâm Minh Hương có nói một câu, ngày đó tôi cũng có dự ngày ở thiền đường Trung ương, thầy cô có nói, mà ngày đó tôi cũng nhìn thấy thầy rất là xúc động. Chính bản thân tôi cũng vậy. Sự phát triển của pháp môn quy về pháp thiền không chỉ riêng mình thầy cô. Thầy cô đã dìu dắt chúng ta cho đến ngày hôm nay. Nếu không đồng tâm chung lực, nếu ai tài lực, tâm lực, trí lực có cái gì phụng sự cái đó thì tất cả đều đồng chung với nhau, môn của chúng ta ngày càng càng phát triển. Việt Nam tôi tin rằng trong tương lai sẽ phát triển mạnh, và Khánh Hòa nói riêng sẽ lan tỏa ra khắp các huyện. Hiện nay Nha Trang được hai cái, thì hiện tại Nha Trang đang phát triển Đà Nẵng. Đó là cái sự phát triển của thiền đường Nha Trang. Tôi xin chúc mừng thiền đường Nha Trang đang làm theo ý tổ và cũng như đường hướng của thầy cô hiện nay. Chuyến đi này thật ra là quê hương tôi ở Vạn Ninh, Hoàng Giả, thì cũng có một cái ý là về đó để mà lập một cái thiền đường. Trước đây cũng có một vài anh chị em tôi giới thiệu vô thiền đường Phong Châu học, nhưng mà vì xa xôi, học xong về không quay lại. Thật ra pháp môn của chúng ta nếu học mà không quay lại thiền đường thì năm tháng sẽ dần dần sẽ rớt ngay. Cho nên học mà không tới thiền đường, quý vị pháp phải tới thiền đường phụng sự, phải tới thiền đường giúp người giúp đời rồi chúng ta mới tồn tại được. Học pháp, hiểu pháp, hiểu rồi các hành hay không. Nếu hiểu pháp mà không đem ra hành thì cũng không chẳng được là bao nhiêu. Hiểu pháp phải hành pháp, mà muốn hành pháp là phải đến thiền đường, mà đến thiền đường là đặt thiền đường là cái phương tiện cho chúng ta để hành pháp, để phát triển tâm linh của mình, để tìm công đức, để trở về. Hôm nay đứng ở đây tôi rất là vui mừng, rất là hạnh phúc. Hôm nay tất cả bên Úc đang ở bên đó mà tôi hiện diện ở đây, tất cả chúng ta là quyến thuộc ở Úc hay ở Việt Nam cũng giống nhau thôi, cũng là nhà tổ. Sáng nay Nha Trang, chiều nay Phong Châu. Tình yêu thương của quý vị nhìn các bạn ở đây, các anh chị ở đây, chúng ta là con của tổ. Tại sao chúng ta đến đây? Từ khi họ phát tổ đã đánh thức cái tâm thức, tôi nghĩ rằng trước kia đã dướng vô danh lợi tục, cái dòng xoáy nó làm cho mình khổ sở, không biết đường nào đến đây. Từ khi học được pháp tổ, nhận được kiếp sống vô thường, nhận được mình là ai, nhận được mình đến đây để làm gì, chết sẽ đi về đâu, từ đó vợ chồng tôi hiểu ra được điều này, cho nên mới phát tâm để mà phụng sự theo cái sức của mình, tới đâu hay tới đó. Hôm nay đứng ở đây, trước hết tôi xin cảm ơn thiền đường Phong Châu cho tôi có một cơ hội lên để tâm sự chia sẻ những gì mà mình muốn nói. Và tôi xin chúc tất cả anh chị em của thiền đường Phong Châu luôn tinh tấn tu học, càng ngày càng khỏe hơn, càng ngày càng đẹp hơn, càng ngày càng khôn hơn trên bước đường tiến hóa tâm linh. Dạ, xin kính chào.